Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Tới dự có các đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã triển khai đến Hội Nông dân các cấp và cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó đã thu hút ngày càng đông hội viên nông dân tham gia vào tổ chức hội và tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội Nông dân phát động. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp mới gần 68.260 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh hiện có trên 120.700 hội viên. Qua cái nghị quyết 19 thì Ban chấp hành hội cũng đã nhận thấy rằng là không chỉ mang lại cho những cái cán bộ hội viên những cái công tác như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân, mà qua đó thì tất cả những cái hội viên nông dân cũng thực hiện theo đúng cái nghị quyết 19 này để làm cho cái cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp cũng như là chăn nuôi ngày một tốt hơn. Từ một cái hội cơ sở không có tổ hợp tác mà đến nay là đã thành lập được 7 tổ hợp tác và thu hút hơn là 115 hội viên tham gia vào các tổ hợp tác này để góp phần là phát triển kinh tế, ổn định việc làm cũng như là ổn định cho cuộc sống. Thì qua đó phải nói là đối với nghị quyết 19 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất là quan trọng, hết sức trọng tâm. Trong 10 năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức được hơn 93.800 cuộc tuyên truyền với hơn 4,7 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân mỗi năm có trên 90.000 hộ đăng ký và có trên 50.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, hiện Đồng Nai là tỉnh top đầu của cả nước về xây dựng nông thôn mới, với 110 trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn của Hội Nông dân các cấp. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cũng đánh giá cao về công tác tuyên truyền, vận động nông dân của các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khi thực hiện nghị quyết 19 trong 10 năm qua. Trong những năm gần đây thì nổi bật trong công tác tuyên truyền là đã ứng dụng mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, rồi là đã khai thác hiệu quả mạng xã hội Zalo, Fanpage, rồi là Facebook để mà tuyên truyền đến cán bộ hội viên nông dân. Thì đây là những cái hình thức tuyên truyền chúng tôi cho rằng rất là thiết thực và đã phát triển phù hợp với cái yêu cầu của hội viên nông dân của chúng ta và cũng phù hợp với cái xu hướng phát triển trong cái tình hình hiện nay. Dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng giấy khen cho 50 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.